Cầu vượt sông Văn Úc nối liền hai huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Cầu có chiều dài hơn 2,24 km, bề rộng mặt cầu là 12 m, chiều cao tĩnh không cầu là 32,6 m, thuận tiện cho việc tàu bè qua lại. Cầu được xây với cầu vĩnh cửu bê tông có thép giữ ứng lực. Vốn đầu tư dự toán được duyệt là 818 tỷ đồng. Dự kiến thông xe vào tháng 1 năm 2023. Đường bộ ven biển từ Thái Bình, Hải Phòng được khởi công từ 2017, dự kiến đưa vào khai thác năm 2023. Tổng chiều dài đoạn tuyến thuộc Hải Phòng khoảng 23 km, địa phận Thái Thụy, Thái Bình hơn 7 km, với tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng. Công trình đường bộ kết nối các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Đây là trục đường chiến lược về phát triển kinh tế của các tỉnh ven biển. Đoạn Hải Phòng-Thái Bình có thiết kế 4 làn xe và chiều rộng nền đường là 24,75 m. Xã Đoàn Xá đến Đồng Nẻo khoảng hơn 7 km. Khu vực hai bên bờ sông thuộc xã Đoàn Xá, Đại Hợp, Bằng La, Đồ Sơn nằm trong khu quy hoạch trọng điểm về phát triển cảng Nam Đồ Sơn và đường thủy nội địa. Đây là một công trình trọng điểm chiến lược của quốc gia về phát triển kinh tế.